Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, hôm nay em ủ phân xanh để trồng cây đây. Em quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Đây là cây xuyến chi cả nhà. Cây xuyến chi nó có hoa giống như hoa cúc dại ấy, mà ở ngoài đường chúng ta đi hay bị cái quả của nó vướng vào quần áo đấy. Những lúc đấy chúng ta cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? Và cảm thấy rằng chỉ muốn nhổ hết cái đống cỏ này đi ấy. Thế nhưng mà đến khi biết cái tác dụng của nó rất là tốt, khi mà cải tạo đất trồng cây, trồng vườn ấy, thì chúng ta lại thích hái nó về để làm phân bón đúng không ạ? Thế còn nếu như mà cái này mà ăn thì cũng khá là ngon đi cả nhà. Cả nhà đã bao giờ ăn thử cái lá xuyến chi này chưa ạ? Mà những cái ngọn non thôi, trời mưa cơ. Chúng ta ngắt cái đoạn như thế này này, nó non như thế này, sau đó thì luộc sơ qua lên và đem xào với tỏi ăn rất là ngon nha cả nhà. Xào tỏi xong rồi chúng ta cho thêm chút tôm, tôm bóc nõn ấy, ăn rất là ngon. Nhà em thi thoảng vẫn ăn đấy cả nhà, mà cái này chữa được rất nhiều bệnh. Cả nhà có thể lên tìm hiểu về những cây thuốc quanh ta ấy, cái này chữa bệnh rất là tốt nha. Em nói nhiều thì thành ra là em thành thầy thuốc chữa bệnh rồi, nên là cô chú anh chị các bạn thử tìm hiểu về cái cây này xem nhé. Lúc trước em nghĩ là khó ăn lắm, không ăn được đâu, tại vì thấy mọi người ở xung quanh cứ bảo là hái về ăn, đây hoa của nó đây, hái về ăn thì khá là ngon, nhưng mà em không tin, thì em ăn thử thì thấy ngon. Thế nhưng mà em cũng lười hái lắm, được mỗi một lần ăn thử rồi. Sau đó thì ăn lần thứ hai thứ ba là đứng ngại đi hái rồi. Lần thứ nhất thì còn hăng hái, đến lần thứ hai thứ ba là ngại hái lắm, tại vì nó xa nhà. Đấy, hoa của nó đây nha cả nhà. Cả nhà có nhận ra hoa xuyến chi này không ạ? Đó. Hôm nay em hái được bằng này để về làm phân xanh đấy ạ. Em sẽ băm nó ra. Giống như kiểu băm rau cho gà, cho vịt ấy. Băm nhỏ này.
thì băm xong như thế này thì chúng ta sẽ lấy một lớp đất rải xuống thùng xốp, sau đó chúng ta sẽ rải một lớp cái cây xuyến chi này lên, rồi lại đến một lớp đất, cứ như vậy cho đến hết thùng. Ngoài cái cách làm như vậy thì em còn cách là em cho vào cái can, xong rồi để cho nó ngấu một tháng thì em đem ra em pha loãng và em tưới vườn. Cái can này của em có vỏ trứng này, vỏ chuối, táo và cái cây phấn xanh này, rất là tốt nha cả nhà, có thể thay thế được phân bón hóa học đấy ạ. Cả nhà có thể ngâm thêm cả lân vào đây nữa. Đó. Can này của em ngâm một tháng là có thể dùng được, em ngâm rất là nhiều can để thay phiên nhau bón tưới cho vườn. Thùng xốp này của em rải một lớp đất ở dưới nha, sau đó thì em cho một lớp phân bón, lớp phân xanh này. Nó nhanh mục lắm nha cả nhà, nếu như mà chúng ta không băm ra thì nó lâu, nhưng mà băm nhuyễn ra như thế này rồi thì nhanh lắm ạ. Sau khi mà chúng ta ủ cái này được khoảng độ 20 ngày thôi, chỉ cần 20 ngày không cần lâu đâu ạ, thì chúng ta có thể trồng cây lên trên nha cả nhà. Nếu như ai mà trồng cây luôn thì cũng được, như vậy thì cái lớp trên cùng ấy, sau khi hoàn thành tất cả các bước này chúng ta phải cho thật dày nhá, chúng ta phải cho dày đến 15 cm rồi chúng ta mới trồng đất trồng cây lên ạ. Em cứ làm một lớp đất rồi đến một cái lớp cây xuyến chi này, rồi tiếp một lớp đất cho đến hết cái thùng này, thì em rắc một lớp nấm Chico Đẹp Ma, rồi em đậy cái nắp thùng xốp lại, đậy lại như này đó, kín lại như này, nó vẫn có hở nha cả nhà, còn vẫn có khe hở. Như thế trong khoảng 20 ngày là chúng ta có thể trồng cây được nha. Khi mà chúng ta đảo lên đất rất là tươi xốp, rất đẹp ạ. Đó là cách mà em trồng cây, em xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.